cái tai này nó hơi chảy xệ, cái tai này nó chắc chắn là phải cố định lên trên cao này. Tai này cố định lên trên cao thì nó phải dạch cái đường sau tai khâu cố định toàn bộ cái tai này vào cái thành xương bên sau. Cái tai này nó chảy thì mình có thể nhấc lên được này, khâu cố định này. Cái vấn đề thứ hai nữa và cái khó của khách hàng là đây này, toàn bộ cái này chảy thì chắc chắn là mình sẽ phải cắt toàn bộ cái này đi. Đây là cái căm của khách hàng này. Đó. Mình cắt, mình tạo hình lại thì đương nhiên là mình sẽ lấy toàn bộ tổ chức này, chuyển cái này xuống này để tạo lại cái căm này. Còn dùng toàn bộ cái vạt bên ở dưới này, dùng toàn bộ cái vạt ở bên dưới, toàn bộ vạt bên dưới nó có thể kết hợp để mà tạo thành một cái đường sẹo mà nó chạy ngang qua cái nằm ở dưới cái đường sẹo chạy ngang này thì nó hợp lý hơn. Cái mắt này thì chắc chắn là phải chéo toàn bộ cùng mày để cắt toàn bộ cái mí, cắt mí thu nhỏ không chéo này. Còn cái khóe miệng thì bắt buộc là phải định khóe miệng chéo toàn bộ cái này, cắt chéo mình. Toàn bộ này thì đừng nhìn lên, toàn bộ này mình sẽ phải cắt này. Cắt thì mình sẽ có một cái đường sẹo chạy dọc theo giống một cái đường này, này. Đính cái này này. Đó, cái này thì thừa ra chắc là mình có thể cắt lần đầu mình giải quyết khoảng độ 60-70%. Lần hai thì mình có thể là phẫu thuật lại, chỉnh sửa lại những cái đường sẹo hoặc là những cái nó thừa nhiều. Thế còn một lần mà làm được đẹp ngay ở cái trường hợp khách hàng này thì nó hơi khó. Chắc chắn nó phải làm hai lần. Mỗi một lần mình sẽ tạo hình người khác. Lần thứ nhất là mình có thể là này, tạo hình cái cằm này, cắt toàn bộ đầu xuống, tạo hình cái cằm này. Tiếp theo là cái góc miệng cắt này, treo lên như này. Treo thì phải là làm theo cái hệ thống của cằm gương mặt để treo thằng này, tạo cái góc mắt này lên, cắt toàn bộ. Ok. Rồi, kỹ thuật thì nó sẽ như vậy, làm từng thứ một.